Xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng cũng như là bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của em ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho toàn thể quý vị khách hàng như là bà con cô bác xem một chiếc xe mới về cửa hàng bên em. Cái dòng này thì nó cũng không xa lạ gì nhiều rồi. Đấy, cũng rất là thông dụng và được đưa vào đoàn xe phân khúc hạng C. Hiện tại thì cửa hàng em đang có mấy con cơ ạ. Đấy. Nhưng hôm nay em về một con cái màu của nó khác với những cái con hiện tại đang có ở cửa hàng em. Cửa hàng em thì đang có nhiều màu đấy, nhưng mà cái màu này em chưa có. Vâng, đây là một chiếc xe Kia K3 tự động mọi người nhé, tự động bản 2.0 và là xe được mang trên mình nước sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Nếu mọi người đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng xe Kia K3 này đấy, một chiếc xe phân khúc hạng C như thế này, thì hãy liên hệ trực tiếp với em mọi người nhé. Số điện thoại thì em có ghi lên trên màn hình rồi để mọi người có thể dễ dàng liên hệ với em. Thì trước khi đi ra ngoài thì em sẽ quay bên trong đấy, của chiếc xe Kia K3 này để cho mọi người có thể phân biệt đấy, một chiếc xe K3 bản 2.0 và một chiếc xe K3 bản 6 mọi người nhé. Đây là một chiếc xe K3 bản 2.0 thì nó sẽ trang bị ghế điện này mọi người. Đấy, chỉnh này. Đấy, đây lùi lùi lại này. Đấy. Nó sẽ tùy chỉnh theo cái chiều cao của mình mọi người nhé, tự động chuyển. Đây. Đấy. Đây là cái chỗ mà mình đang tựa đây. Đấy. Có ghế điện, còn đoạn chấm 6 thì nó sẽ không có ghế điện. Và với chiếc này thì em mọi người xem này, được trang bị vô lăng thích hợp đây mọi người nhé. Đấy. Rất đẹp luôn mọi người ơi. Tư khí an toàn này, điều hòa auto này, đề lộ này, hệ thống gương cụp xe đây mọi người. Đây. Còn cái này là cũng là vị trí nhớ ghế mọi người nhé. Đấy. Điều chỉnh ghế theo mình luôn. Đấy, hiện tại đã đang chỉnh của em rồi đấy ạ. Đấy, em ấn là tự động nó chỉnh luôn. Order con này thì mọi người xem này, 15 vạn. Bây giờ là quay được sản xuất là 2015, 2023, 8 năm rồi. Đấy, thì bình quân là mỗi năm nó cũng chạy gần 2 vạn mọi người nhé. Gần 2 vạn. Đấy, cũng là bình thường thôi. Tại vì bình quân mỗi năm chạy 2 vạn nó chỉ bình thường. Xe gia đình mà. Người ta mua về người ta đi chứ người ta không thể để ở nhà được. Đây củ sổ đây mọi người. Đấy. Táp lô trên đây được trải thảm rồi đây. Và xe trang bị có cửa lóc đây mọi người nhá. Đấy, cửa lóc chấm 6 hay 2.0 đều có cửa lóc cả. Đây là bên trong của chiếc xe. Thì bây giờ em sẽ đi ra ngoài quay chi tiết để mọi người chúng ta xem cái phần nước sơn của nó mọi người nhá. Con này thì sơn phải là miễn chê đâu mọi người ạ. Màu đỏ rất là đẹp. Đây mọi người xem những cái phần táp ly này. Đây là một chiếc xe gia đình sử dụng nên những cái phần táp ly của nó còn đẹp mọi người nhá. Ghế da đây. Đấy. Đây biểu tượng của Kia K3 đây ạ. Đây màu đỏ đây mọi người. Đấy. Hệ thống xi nhan trên gương mọi người nhá. Vâng, một chiếc xe Kia K3 bản 2.0 2015 mọi người nhá. 2015. Chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A17075. Với dòng xe Kia K3 này nó sẽ có trang bị cái gì mọi người? Giải đèn LED ban ngày mọi người nhé. Đèn bi xenon siêu sáng này. Cảm biến vòng quanh xe. Cảm biến trước và cảm biến đằng sau luôn. Đăng kiểm tháng 7 năm 2024, năm sau mới hết. Rất đẹp ạ. K3 thì em đang có một con bản chấm 6 màu đen. Đấy, 2.0 màu đen. Và một con số sàn nữa. Đấy, chỉ có màu đen thôi. Thì hôm nay em về một con màu đỏ này. Mọi người ai yêu thích màu đỏ, hợp mệnh màu đỏ thì hãy nhanh chân nhanh tay liên hệ với em và để chốt chiếc xe K3 này mọi người nhé. Sau này nó sẽ trang bị 4 phanh đĩa mọi người. Đấy, 4 phanh đĩa này, lớp cũng tương đối này. Đây, vô lăng thích hợp đi mọi người ơi. Cửa đóng chắc lịch ạ. Đây là những cái phần táp ly bên hàng ghế phụ đằng bên lái mọi người nhé. Đấy. À, đằng sau bên lái này. Đây là gọi là những cái phần cột của nó mọi người nhé. Nếu mọi người kiểm tra cột thì trước tiên là mọi người phải kiểm tra chỉ của nó còn hay không. Đấy, nhưng mà chỉ chiều của nó vẫn còn nguyên mọi người. Đây. Đấy. Đấy, ốc này cũng còn chưa vặn cơ đấy ạ. Mọi
mọi người chỉ quan sát những cái đường gân của chiếc xe thôi. Nếu mà xe có hiện tượng tai nạn thì sẽ, phần này nó sẽ bị hiện tượng vênh và mép mó đấy ạ. Đây phần cốp này rất là rộng này. Đây là cái ép bể mọi người nha. Đấy, chắn nắng, chắn nhiệt đây. Đèn hậu này. Đây phần cốp ạ. Đây. Đấy. Đây cái nỉ này rất sạch mọi người nhé, rất đẹp. Vâng, còn đây là phần gầm của chiếc xe đây ạ. Bản 2.0. Đương nhiên là bản 2.0 thì mức tiêu hao nguyên liệu của nó thì là sẽ phải ăn xăng nhiều hơn là bản 1.6 rồi. Đấy. Nhưng mà đương nhiên là tính năng của nó sẽ phải hơn bản 1.6. Mọi người đã chấp nhận mua xe thì mọi người cũng không quan trọng là 2.0 hay là 1.6 mọi người nhé. Nhiều người thích 2.0 hơn vì là bản full. Sau này chúng ta đi chúng ta bán thì nó sẽ không bị mất giá nhiều mọi người nha. Đấy, mất giá nhiều. Đây những phần táp ly của nó này rất đẹp ạ. Đấy. Những phần da này mọi người nhìn da này, đấy. Rất là mềm mại. Đây cửa lock đây. Vâng, với giá tiền thì cũng chỉ có hơn 300 thôi mọi người ơi. Hơn 300 thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe Kia K3 số tự động bản 2.0 mọi người nhá. 2.0. Đây giả đèn led ban ngày đây mọi người. Đấy. Và quan trọng nhất đó là về phần khung, về phần máy của nó mọi người nhá. Đấy. Máy móc của nó bây giờ đây. Em sẽ quay phần khoang máy của nó đây. Dạ vâng ạ, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Kia K3 tự động bản 2.0 mọi người nhé, 2.15. Đấy, mọi người nghe tiếng máy này, máy lổ êm du luôn, thì thầm như là mùa xuân mọi người nhé. Máy lổ rất là ok. Quạt gió vẫn đang hoạt động này, két lốp chính và két lốp phụ đây. Tuy nhiên là bọn em mua về thì bọn em cũng phải dọn dẹp qua về phần máy, phải lau chùi sạch sẽ rồi chứ không thể nào để bẩn được. Đấy. À, hệ thống cục ABS kia mọi người. Con này về phần mặt máy thì nó ra mặt máy rồi mọi người nhé. Đây mặt trên đây nó ra rồi. Quan trọng là ớt chân máy của nó chưa ra. Đấy. Đây phần cabo là chống nhiệt cabo này. Vâng ạ, với tầm tiền hơn 300 là chúng ta sở hữu ngay một chiếc xe phân khúc C Kia K3 tự động bản 2.0 màu đỏ mọi người nhé. Màu đỏ rất đẹp đây. Nếu mọi người đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại thì em có ghi lên trên màn hình rồi. Và bây giờ thì chị em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng và con cô bác đã luôn luôn ủng hộ, theo dõi kênh mua bán của em. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video cũng như là clip tiếp theo ạ.